Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhật, 56 tuổi, để điều tra hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi. Theo đó, trong năm học 2022-2023, bị can Nhật là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Bị can được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4, trong đó có hai học sinh là NTT và NIN, cùng 10 tuổi. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, trong lúc cho lớp làm bài tập thì bị can đứng sau lưng cháu T rồi cúi xuống thực hiện hành vi xâm hại. Đến tiết học sau, bị can thực hiện hành vi này một lần nữa. Vì sợ nên cháu T không dám phản kháng. Khi về đến nhà, thấy cháu T có biểu hiện đau rát bất thường nên mẹ cháu gặng hỏi. Lúc này cháu đã kể lại sự việc cho mẹ biết. Mẹ cháu T đã tố cáo hành vi trên đến công an. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định trước đó bị can Nhật còn nhiều lần thực hiện hành vi tương tự đối với cháu NIN. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm rõ.